cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Mời các cái chắc để cho mọi người chứng kiến. Từ từ. Mai.
Đầu tiên các tôi thay mặt cho mọi người gái thì được kính chúc các ông, các bà, các anh, các chị, các bác năm mới Mậu Tuất 2018 được mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vinh, là bác của Trọng Vinh. Thành phần ngay tham gia cái lễ hỏi phía thầy gái chúng tôi thì có ông bà Thế Cùi, là ông ngoại của Trọng Vinh.
được gia đình đấy, chúc chồng lễ ăn hỏi tiếp tục gia đình chan chồng phải làm cho con gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các cậu, các mợ và anh em nội ngoại của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu. Trước tiên, tôi xin đại diện gia đình nhà trai xin có cơi trầu kính dâng gia tiên của gia đình nhà gái và xin phép được đón cháu Hà My về làm dâu gia đình nhà trai chúng tôi và về làm cháu trong họ Nguyễn chúng tôi và gia đình chúng tôi cũng xin phép gia đình ông bà Lộc Vân cho cháu Tùng Lâm được làm con cháu trong họ nhà ông bà và họ hàng nhà gái. Xin kính mong ông bà và họ nhà gái nhận cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Thì sau đây xin kính mời là bác Mai và bác dâu của cháu đến trao cơi trầu và xin mời một bác. Bác nghiêng ra phía cháu một chút ạ. Đây thì chúng ta cho một chàng cơi. Được rồi, cô dâu trao tay cho cô dâu, mẹ trao tay cho chú rể, thế được rồi ạ. Vâng, cả ba người nhìn nhau đi ạ. Rồi. Ra đi ạ. Hai họ chúng ta, hai cháu, trẻ người son dạ, nên còn nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Kính mong và thể hai bên gia đình và vị quan dạy dỗ các trẻ các cháu để làm tốt hơn một phần làm dâu con và dạy trong hai họ chúng ta. Mong rằng hai cháu sẽ sống với nhau hạnh phúc, gia đình ấm cúng và hòa, xin bé trai bé gái cho hai họ chúng ta. Và thay mặt họ nhà gái thì chúng tôi cũng nhờ quyền cho họ nhà trai là cái vấn đề lời rất đón dâu mà nhà trai được ngay thông báo chúng tôi cùng phối hợp hai cháu được cái lễ thành công trọn vẹn nhất, đẹp nhất. Thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin mời ông các bà, các bác, cô chú trong quan viên hay không, các vị khách quý, uống nước, thực hiện thuốc và giữ bữa cơm thân mật của nhà chúng tôi. Trước hết là thay mặt cho gia đình nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp chân thành, đồng hậu và đầy tình cảm của đoàn của nhà gái cũng như đoàn nhà trai chúng tôi. Thế là trong cái việc mà ngày giờ đã giải quyết rồi thì chúng tôi sau này có vấn đề gì thì thật ra hai gia đình sẽ thông qua hai cháu để làm sao bố trí thời gian và cái phương tiện phù hợp nhất để cho hai bên gia đình cùng tổ chức trọn vẹn và cũng như là chúng ta hai bên gia đình bốn họ là vun đắp hạnh phúc chăm lo cho các cháu được tốt. Thế và cũng mong muốn hai cháu làm sao sống cho trọn tình trọn nghĩa, tức là xứng đáng là dâu thảo rể hiền của hai bên gia đình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ, mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em.
ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã xa bao giờ. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em, chỉ có em mà thôi. Nằm lại tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời.